là quân sáu khuy ạ, tình yêu ơi, quân sáu khuy các bạn nhá. Quân mã lên kia nhà bà ơi, có đồ có giá cực kỳ tốt luôn ạ. Em có đầy đủ size số S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và đến tầng 6XL các bạn nhá. Từ 35 cho đến 85 bao vừa bao đẹp luôn ạ. Các tình yêu nào lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại nhá. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em có 3 mẫu quần cho cả bác lựa chọn nhá. Quần cạp chữ vàng này, quần GG này và quần 6 khuy các bạn nhá. Ba mẫu quần cho cả bác lựa chọn luôn, quần nào cũng xinh cũng đẹp ạ. À. Cả bác lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn size số cả bác nhá. Rồi quần cạp chữ vàng, nó là quần cạp và cao 10 phần cho em. Nó là quần cạp cao 10 phần cả bác ơi. Cạp cao 10 phần kèm bụng cực kỳ tốt luôn. Cho nên chị em nào mà vừa mới sinh xong bụng to bụng nhỏ nên mua cái quần này cho em. Đấy, quần này của bên em mặc không bao giờ bị lồ cả bác nhá. Không bao giờ có bị cản chỉ luôn. Nó là chất u mì co giãn 4 chiều. Đấy, chất u mì co giãn 4 chiều đánh mịn không bao giờ cản chỉ, không bao giờ xù, không bao giờ bãi nhau cho em. 169.000 hai quần cho em. Xịt bao nhiêu ạ? Xịt 30.000 bạc nhá. Đấy, xịt 30.000 cho em có 3 mẫu quần cho cả bạc lựa chọn luôn. Đây là quần cạp cao chữ chữ vàng cả bạc nhá. Cạp cao chữ vàng, nó là cạp cao 10 phần cho em. Có túi trước các bạn nhé, có hai túi trước hai bên, có hai túi sau cho em được chưa? Mặc đi công sở, đi làm, đi đâu cũng được. Và đặc biệt hơn nữa, cái quần này các bạn ơi, đặc biệt hơn nữa cái quần này các bạn nhé. Nhớ cho em là chị em nào mà làm công ty đấy thì nên mua cái quần này, tại vì nó có giãn cực kỳ tốt nha. Đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Đấy, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em. Có 3 mẫu quần thì các bạn lựa chọn. Mẫu 6 khuy như bạn mẫu đang mặc ạ. Và mẫu GG các bạn ơi, mẫu GG. Và cuối cùng là mẫu cạp chữ vàng các bạn nhé. Cạp chữ vàng cho em được chưa các bạn nhé. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Nhận hàng cho các bạn kiểm tra hàng thoải mái rồi mới nhận. Đẹp cả bạc nhận hàng, không đẹp cả bạc giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào được cho các bạn nhá. Quần chữ vàng các bạn ơi, quần là quần chữ vàng, gọi là quần cạp cao 10 phân kem bụng cực kỳ tốt nhá. Có 3 mẫu quần các bạn lựa chọn. 169.000 hai quần, cứ comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Ok chị Thanh Thảo em chốt đơn hàng chị gái này. Ok chị Nguyễn Phương Thủy em chốt đơn hàng nhá. Ok chị Lưu Tư Hiền em chốt đơn hàng. Ok chị Hoài Thu em chốt đơn hàng ạ. À. Rồi, nhận được quần rồi, đẹp lắm, xinh lắm. Ok. Ok chị Nguyễn Thị Nga nhá, hai quần cặp vàng và GG. Ok tình yêu luôn. Lấy quần nào comment quần đấy cho em. Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho cả bác, không phải lo các bạn nhá. Không phải lo là mặc quần gì size gì như thế nào, có nhân viên gọi điện tư vấn rồi. Ok chị Song Nhi nhá, một quần cặp vàng, một GG, một 6 khuy. Ok. Chị em nào lấy 6 khuy comment 6 khuy. Chị em nào lấy cặp màu mặt vàng comment mặt vàng. Chị em nào lấy GG comment cho em GG. Được chưa? Đấy, bạn mẫu em phải dơ cả ba mẫu cho chị em lựa chọn luôn nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại nhé. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công cả bạn nhé. Rồi, nhận quần rồi đẹp lắm. Ok, em cảm ơn tình yêu Thu Thủy nhá. Ok chị An Nhiên em chủ đơn hàng này, một quần GG, một quần cạp vàng. Ok, quần của em là quần lưng cao cả bạn nhá. Như quần 6 quý đang mặc nó cũng là quần cạp cao 10 phân qua rốn và kén bùng cực kỳ tốt cho em được chưa? Chất nó là chất u mì co giãn 4 chiều, không xù, không cản chỉ, không nhăn cho em. Bao giặt máy giặt thoải mái cả bạn nhá. Nhận hàng cả bạn có đông có quyền được kiểm tra hàng. Đẹp thì cả bạn nhận hàng, không đẹp cả bạn kiểm giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào. Và quần này nâng mông dã man luôn, nâng mông tôn bụng tôn dạng các bạn nhá. Nâng mông tôn dạng này kén bụng quá tốt luôn, không cần cả chị em phải mặc cái quần kén bụng làm gì đâu cho mệt ra các bạn nhá. Đấy, chỉ cần mua giúp em một cái quần này các bạn ơi. Quần này tính ra chỉ có bao nhiêu, có 85.000 một quần thôi em. Nó thật quá rẻ luôn, có 85.000 một cái quần chất u mì hàng Quảng Châu này, quá rẻ đúng không ạ? Rồi, lên đơn cho em đi các bạn ơi. Anh ST ok tình yêu luôn. Ok chị Thư Nguyên ok tình yêu này. Ok chị Việt Hoàng ok tình yêu. Ok chị Anh Minh Lê, lấy một cái quần cặp vàng, một quần 6 khuy ok tình yêu. Lấy 2-3 quần cho em các bạn nha. Lấy 2-3 quần cho em về mà mặc. Em nói thật đảm bảo các tình yêu luôn. Đẹp luôn, đẹp luôn các bạn nhá. Rồi, mua 3 quần bên em miễn phí xịt luôn được chưa? Mua 3 quần bên em miễn phí xịt cho các bạn luôn. Quá rẻ đúng không ạ? Nhanh chóng lên đơn cho em đi, ba quần như bản mẫu đang mặc mua về thay đổi cho em, ba quần em miễn phí xịt. Đấy, tại cái livestream ngày hôm nay em thề là mặc luôn, không ở đâu rẻ như thế này đâu. Hôm nay ngày hôm nay bên em ba quần bên em miễn phí xịt cho cả bác luôn, miễn phí giao hàng. Có 3 mẫu quần 6 khuy như bản mẫu đang mặc nhá.
Có sai số chị gái ơi, có sai số ạ. Từ 38 đến tận 85 kg bao vừa. Có đầy đủ sai số S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL và 6XL ạ. Từ 38 cho đến 85 kg em bao vừa bao đẹp cho cả bác luôn. Chị em nào không mua cái quần ngày hôm nay em thề luôn phí một đời. Em nói thật, cái quần ngày hôm nay phí một đời khi mà cả tình yêu không mua. Được chưa cả bác nhá? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được, lên đơn hàng thành công. Ok chị Phương Nguyên em chốt đơn hàng. Ok chị Kiều Nguyệt em chốt đơn hàng luôn ạ. Nhanh chóng cho em lấy ba quần bên em miễn phí giao hàng. Các bác nhá, lấy ba quần ngày hôm nay bên em miễn phí giao hàng. Nhận hàng các bác kiểm tra thoải mái cho em 169.000 hai quần các bác nhá, 169.000 hai quần cho em được cho quá đẹp của quá đỉnh luôn đúng không? Ok chị Bảo Bị Yến này, ok tình yêu nhá. Ok chị bé Cu Te lấy một quần hàm cặp cặp vàng, một quần GG, một quần 6 khuy. Ok tình yêu luôn, cứ lấy ba quần cho em miễn phí ship được chưa? Ngày hôm nay tại cái livestream này bên em xả sốc luôn 169.000 hai quần, mua ba quần bên em miễn phí giao hàng cả bác nhá, quá rẻ đúng không? Và đặc biệt quần của bên em nó là quần cạp cao kem bụng cực kỳ tốt luôn, quần cạp cao kem bụng cực kỳ tốt cho em được chưa cả bác ơi? À, rồi nhanh chóng lên đây cho em hai quần kèm số điện thoại nha, hai quần kèm số điện thoại cho em là được, lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường cả bác nhá. Lưu ý cái quần của bên em là được đóng trong túi dịp nha, hàng Quảng Châu cao cấp chất u mì cả bác nhá, chất u mì hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Nhận hàng cả bác có quyền được bóc ra kiểm tra hàng cho em. Hai quần 169.000 mua ba quần bên em miễn phí giao hàng. Lưu ý cái quần của bên em là quần cạp cao 10 phân đấy, có đồ có dáng thoải mái nha, đấy kết bụng cực kỳ tốt cả bác nhá, đấy có túi sườn hai bên cả bác ơi, đừng điện thoại đừng gì cũng được cả cho em, được là có túi thiên sườn hai bên được chưa? Lưu ý cho em được chưa? Quần là quần cạp cao của bác này đấy, đấy là một thiết kế rất tinh tế luôn được chưa? Thay vì cả bác mặc cái quần kem bình bùng nha, cả bác mua ngay cái quần này cho em hai quần 169.000, 169.000 mua được hai cái quần ở đâu bán rẻ hơn bên em, đền tiền cho cả bác luôn được chưa? Đền tiền gấp 10 lần. Nhưng với điều kiện là các bạn phải mua được những cái quần phải ưng ý giống như của bên em này. Quần này mặc lên em thề luôn, bao gọn dáng, bao đẹp, bao chuẩn luôn. Đấy, mặc đi đâu cũng được, mặc đi làm công ty, đi công sở, mặc đi chơi đi đâu cũng được cho em, được chưa các bạn nhé? Mặc đi đâu cũng được cho em, mặc quá sang chảnh luôn, đúng không? Không ai bảo cái quần này có 85.000 đâu, làm gì có được không? Đúng không? Quần này của bên em là bao giá toàn thị trường. Đấy, bao giá bao chất toàn thị trường cho các bạn luôn. Đấy, mặc được 4 mùa luôn các bạn nhá. Có size từ 38 đến 85 kg các bạn ơi. Có size 38 đến 85 kg, có 3 mẫu quần cho các bạn lựa chọn. Quần 6 khuy như bạn mẫu đang mặc ạ. Quần GG và quần cạp vàng các bạn nhá. Comment rõ cho em quần cạp vàng, quần GG hay quần 6 khuy cho em. Hai quần kèm số điện thoại là được, đến đơn hàng thành công. Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho các bạn luôn được chưa? Ok chị bé Hồng lấy 3 quần, 3 kiểu ok tình yêu luôn, cứ để lại số điện thoại là lên đơn hàng thành công, không để lại số điện thoại bên em không có chốt đơn đâu được chưa? Ok chị cây và gì đấy, cây và Han, ok Hân đấy, ok tình yêu luôn, ok chị Chế An Nhi nhá, lấy ba quần ok tình yêu nhá, ok chị Đỗ Linh này, ok chị Minh Thẳng, ok tình yêu luôn, nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được ạ, ba quần bên em miễn phí giao hàng cho em. Được chưa? Miễn phí giao hàng toàn thị trường, toàn quốc luôn được chưa các bác ơi? Quần này bên em bao giá toàn thị trường, ở đâu bán giá rẻ hơn, ở đâu quần đẹp hơn bên em hoàn trả lại cho các bác tiền luôn, được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại đẹp, quá đẹp quá đỉnh các bác ạ. Quá đẹp quá đỉnh luôn đúng không? Quần cạp vàng, quần GG và quần 6 khuy cho em. Quần nào cũng xinh cũng đẹp luôn các bác ơi. Mua ba quần cho em đi, được miễn phí ship đúng không? Mua ba quần quá rẻ luôn, 85.000 một quần, em nói thật không ở đâu có giá này đâu các bác nhá. Bỏ ra một bữa ăn sáng các bác mua ngay là một cái quần mà mặc quanh năm suốt tháng. Mặc mùa nào cũng được các bác nha, mặc mùa hè, mùa đông, mùa thu, mùa xuân đều ok cho em. Đấy, mặc đi công sở, đi làm công ty đều ok, đứng lên ngồi xuống thoải mái nhá. Bụng to, bụng nhỏ, bụng xệ, mặc quần này cho em đảm bảo là kén được bụng cho em được chưa? Quần này nó là quần cạp cao kén bụng cực kỳ tốt các bác ạ. Đấy, quen kén bụng cực kỳ tốt nhá. Nó là cạp cao 10 phân, quần 6 khuy là quần cạp cao 10 phân, quần cạp vàng là quần cạp cao 10 phân, và quần GG này của bên em là cạp cao 6 phân cho em được chưa? Quần cạp cao 6 phân. Quá đỉnh quá đẹp, nó quá 2 tuổi, có 2 tuổi xưa nè. Ok chị Đức Long nhá.
Ok tình yêu, ok chị Doraemon, ok tình yêu em chỗ đơn hàng này. Ok chị Hà Nguyễn, chị Thánh Thảo em chỗ đơn hàng cho chị gái rồi. Rất là nhiều comment rồi các bác ơi. Nhận được quần rồi đẹp lắm. Ok chị Hà Luyến nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi em. Ok chị Hiền Lương em chỗ đơn hàng này. Rồi, ok chị Vàng Heo, ok chị Hoài Thương em chỗ đơn hàng rồi. Trời ơi em thề với các bác luôn, quá nhiều comment, quá nhiều đơn rồi ạ. À. Các bác nhanh chóng cho em, chỉ có duy nhất cái livestream ngày hôm nay bên em xả sốc 85.000 một quần, 3 quần bên em miễn phí giao hàng toàn thị trường, toàn quốc luôn, miễn phí giao hàng toàn quốc luôn, 85.000 một quần các bạn nhá. Mua cho em 3 quần là miễn phí giao hàng rồi. Ok chị Khánh Linh nhá. Ok tình yêu, ok chị bông số vàng. Ok rồi ạ. À. Chỉ bao nhiêu trời ơi, chỉ ấn Zalo cho em các bạn nhá. Chỉ ấn Zalo cho em, số lượng không có nhiều đâu các bạn ạ. 169.000 hai quần. Đấy 169.000 hai quần, mua 3 quần bên em miễn phí giao hàng. Có 3 loại quần cho các bác lựa chọn, quần nào cũng đẹp các bác mua về để thay đổi cho em. Mặc cái quần này quanh năm suốt tháng không bao giờ bị lỗi một các bác nhá. Không bao giờ bị lỗi một luôn. Đấy. Ok chị Khương Diền nha, ok tình yêu Kim Ngân lấy 3 quần. Ok. Trời ơi toàn lấy 3 quần thôi. Ok chị Lanh Nguyễn này, ok chị Quỳnh Giang. Ok chị Như Quỳnh rồi, ok tình yêu, ok chị Lê Miên em chỗ đơn hàng, ok chị Thu Nga. Rồi, lên đơn cho em đi các bác ơi, để lại số điện thoại cho em đi chị Linh Trần nhá. Nhanh chóng cho em đi ạ. Hai quần kèm số điện thoại, em mua 3 quần bên em miễn phí giao hàng. Có size số từ 38 đến tận 85 ký. 38 đến tận 85 ký em bao vừa bao đẹp cho các bác luôn. Bác nào không mua được cái quần ngày hôm nay em nói thật phí một đời. Phí một đời luôn các bác nhá. Chị em nào vừa mới sinh xong cho em, vừa mới sinh xong mua ngay quần này cho em đảm bảo các tình yêu nhá. Cái quần này nó kén bụng dã man, cái quần này khác gì cái quần kén bụng đâu các bác ơi. Tồi gì cả bác ơi, bình thường mua cái quần kén bùng rồi đã mất bao nhiêu 150 rồi. Mà một cái quần của bên em ngày hôm nay nó là quần dài. Nó là quần dài như thế này có 85.000 một quần. Tồi gì mà không mua vừa kén được bùng, vừa mặc được đi chơi đi làm, đi công sở ok cho em được chưa cả bác nhá. Ok chị Mai Hà, ok chị yêu luôn ạ. Ok chị mẹ bỉm sữa. Ok chị nụ cười của nắng, ok tình yêu luôn. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. À. Mua 3 quần bên em miễn phí giao hàng các bác nhá. Quần 6 khuy như bản mẫu đang mặc này, quần GG này, quần cặp mà cặp vàng các bác nhá. 3 quần, quần nào cũng xinh cũng đẹp cho em được chưa? Đấy. Và lưu ý giúp em, quần của bên em lúc các bác nhận hàng các bác có quyền được đồng kiểm tra hàng được chưa các bác ơi? Đẹp các bác nhận hàng không đẹp các bác trả lại cho em. Quần của bên em là quần đầy đủ tem mạ các bác. Quần của đầy đủ tem mạ hàng Quảng Châu cao cấp, nó là chất Umi hàng Quảng Châu cao cấp. Bài không bao giờ bị xu bị cản chỉ cho em được chưa? Đấy bình thường các tình yêu mua quần này hàng giả hàng nhái sẽ cản chỉ. Nhưng mà đến với cả số của em ngày hôm nay không bao giờ cản chỉ các bác được kiểm tra hàng thoải mái. Rất thoải mái, không bao giờ bị xu các bác nhá. Đấy nhìn cho em đi. Không bị xu và không bị nhăn, không bị gì hết cho em được chưa? Em bao giá toàn thị trường và bao tất toàn thị trường cho em. Đẹp cả bác nhận hàng không đẹp cả bác giả lại cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào được chưa các bác ơi. Ok chị Dung Nguyên luôn em chủ đơn hàng, ok chị Hằng Thu. Rồi. Ok chị Nguyễn Lý này, một quần sáu khuy, một quần cặp vàng. Ok thì con lấy 3 quần cho em đi về mà mặc thay đổi các bạn ạ. Quần nào cũng xinh cũng đẹp cho em luôn. Được chưa? Quần cặp vàng, quần cũng gì nào? Bạn mẫu rơ cần chất cho cả bác luôn nha. Quần có 3 loại quần. Quần cặp vàng này, quần gu quần gơ này được chưa các bác, cặp vàng này gơ này và sáu khuy, quần nào cũng xinh cũng đẹp đó các bác ơi, mặc đi làm đi chơi kết hợp với cái áo sơ mi, áo phông, áo điều, áo kiểu, áo gì cũng xinh các bác ạ, mặc kiểu gì cũng xinh cho em. Cái quần này gọi là quần như thế nào, nó là cái quần mà gọi là thân thảnh luôn đấy, vừa kém được bùng, vừa tốn được dáng, vừa nướng được mẫu, vừa che tất cả mọi khuyết điểm trên cơ thể của mình được chưa các bác ơi. Nhanh chẳng lên đơn đi các bạn nha, lên chẳng lên đơn cho em. Bây giờ bạn mẫu em sẽ thử sang một cái quần cặp vàng cho các bạn xem nhé. Bạn mẫu nha, em đang thử một cái quần thanh thảnh các bạn ơi, quần cặp màu vàng các bạn ơi, quá đỉnh quá đẹp đúng không? Chị em nào lấy quần này comment cho em nhá. Hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Quần này quần cặp cao quá rốn, kén bụng cực kỳ tốt các bạn ạ. Đấy, quá đẹp đúng không? Bên em có 3 mẫu cho các bạn lựa chọn luôn. Mẫu 6 khuy, mẫu cặp vàng như bản mẫu như em đang mặc và quần GG cho em được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. 169.000 hai quần các bạn nhá. Mua 3 quần bên em miễn phí giao hàng thôi, quá rẻ nó thật. Tại cái livestream ngày hôm nay shop em bán quá rẻ luôn, rẻ nhất thị trường luôn các bạn ơi. Đấy, kiểm tra hàng thoải mái cho em ạ. Bên em có size số đàng hoàng các bạn ơi, quần này quần có size số nhá. SML, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL và 6XL. Từ 38 đến tận 85 kg ba vừa cho em, 75 kg mặc thoải mái chị gái ơi. Đấy quần này là quần có đầy đủ size mà. Từ 38
đến tầm 85 tỷ nữa các bạn. Thế các bạn lấy màu nào comment, lấy mã nào comment mã lại cho em. Cặp vàng hay 6 quý hay GG comment cho em rõ. Ok thì Thanh Hương, ok thì Thủy Nguyễn, ok thì Thu Nguyễn, ok tình yêu luôn là chị Thủy Liễu. Rồi, một quần cặp vàng, một quần sáu quý, ok tình yêu. Lấy ba quần cho em miễn phí giao hàng ạ. Kiểm tra hàng cho em thoải mái nhá. Nó là chất gì chị ơi? Chất Umi nhá. Nó là chất Umi hàng cao cấp và bạc nhá. Rồi ok chị Nguyễn Thương em chuyển hàng rồi, tùy chị Thu Trang. Lấy hai quần ok tình yêu. Lấy ba quần, lấy xỉ như thế nào? Chị ơi lấy xỉ up Zalo giúp em nhá. Bên em có số Zalo xỉ đàng hoàng rồi cả bạn nhá. Rồi, nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại nhá. 169.000 hai quần cả bạn ơi, quá rẻ đúng không? Bằng một bát phở của bạn thôi, mua một quần cả bạn ơi. Chỉ cần bớ nhìn ăn một bát phở là các bạn có thể mua được một quần này mà mặc được quanh năm suốt tháng. Không bao giờ bị lôi một rồi được đúng nhá. Quần cặp vàng như bạn mẫu đang mặc này, quần 6 khuy này và quần GG. Ba cái quần này cực kỳ đẹp luôn cả các quần này là quần thân thành các bạn nhá, hách dáng dã man nhá. Chị em nào vừa mới sinh xong bụng to bụng nhỏ bụng xề mông to mông xề thì các bạn ơi nên mua cái quần này ngay và luôn cho em, mặc lên cực kỳ tôn dáng các bạn nhá, mặc lên tôn dáng và gòn bụng đấy. Sau 1-2 tháng các bạn nhá, đảm bảo với các bạn luôn cái quần này làm bụng của các bạn kén nhỏ lại luôn, cho nên các bạn không cần phải mặc cái quần kén bụng làm gì nữa đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không các bạn ơi. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm số điện thoại đi. Các bạn có thể mua quần sáu khuy, quần GG và quần cặp vàng đều ok cho em được chưa? Quần nào cũng xinh cũng đẹp cũng đỉnh luôn, không đỉnh không đẹp các bạn giả lại hàng cho em. Ok chị Minh Tâm nhá, ok chị Phạm Hương em chốt đơn hàng nhá. Ok tình yêu ạ, hai quần kèm số điện cho em đi ạ, à, là được nên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, đẹp cả bạc nhận hàng, không đẹp cả bạc giả lại hàng cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào được chưa bạn ơi. Quần sáu khuy, quần cặp vàng và quần GG các bạn nhá. Quần nào cũng xinh cũng đẹp và có size từ 38 đến tận 85 kg cơ. Có size 38 đến tận 85 kg các bạn nhá. Cho nên chị nào hơi to một tí không phải lo đâu các bạn nhá. Em bên em có đầy đủ size số rồi các bạn ạ. Có đầy đủ size số mà cái quần này quá đỉnh quá đẹp luôn đúng không? Đúng không ạ? Rồi, ok chị Thu Hương em chuẩn đơn hàng rồi ạ. À. Ok chị Phan Thị Luân nhá. À, lấy ba quần ok tình yêu nhá. Ok chị Liên Nguyên nhá. Lấy cho chị ba quần rồi ok. Nhận được quần rồi đẹp lắm. Ok chị Ngọc Zubi luôn em chuẩn đơn hàng nhá. À, rồi ok tình yêu nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. À. Hai quần 169.000 hai quần. Đấy, hai quần nhá, 169.000 hai quần cho em được chưa? Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đấy. Em bao giá bao chất toàn thị trường cho cả bạc luôn. Đẹp cả bạc nhận hàng, không đẹp cả bạc giả lại cho em. Không mất bất cứ một cái chi phí nào cả bạc nhá. Không mất bất cứ một cái chi phí nào đâu. Ô, yên tâm cho em luôn. Đấy, yên tâm 100% luôn. Đấy. Rồi ok cho em nha, lên đơn cho em hai quần kèm sổ điện thoại đi. Có túi trước và có túi sau cho em, có túi đầy đủ. Nó chất gì ạ? À? Nó là chất Umi hàng cao cấp hàng Quảng Châu. 169.000 hai quần, mua ba quần bên em miễn phí giao hàng. Có ba quần cho cả bạc lựa chọn, có ba mẫu quần nhá. Quần cặp cặp vàng này, quần sáu khuy này và quần GG cho em được chưa? Quần nào cũng xinh cũng đẹp cả bạc nhá. Có size số cho em từ 38 cho đến tận 85 kg đó nhá. Đấy 60 65 cân bao vừa bao đẹp cho em được chưa? Đấy, có đầy đủ size số của bạn yên tâm luôn. 85 kg bên em còn có size không mà. Quần là quần cạp cao kén bụng quá rồi, kén bụng cực kỳ tốt luôn. Chị em nào mà không mua cái quần ngày hôm nay thì quá phí. Đấy, đặc biệt chị em nào vừa mới sinh xong em nói thật ở nhà mặc cái quần này quá đẹp. Đấy, đi làm công sở đi công ty mặc với cả sơ mi quá đẹp luôn đúng không ạ? Mặc kiểu gì cũng xinh cho em. Không mua cái quần này là quá phí các bạn nhá. Đấy, không mua quần này là hơi phí luôn. Nó là quần cạp cao kén bụng. Đấy, thay vì gặp tình yêu mua cái quần kén bụng thì gặp tình yêu bỏ ra mua cái quần này cho em. Có 85.000 một quần mà quá rẻ đúng không ạ? Rồi lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi là được, lên đơn hàng thành công. Ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho các bạn nhé. Có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho các bạn luôn, yên tâm luôn nhé. Mặc size gì, mặc màu, mặc mã nào như thế nào đẹp là các bạn yên tâm luôn, có nhân viên gọi điện rồi. Rồi, chất quần nó là chất Umi hàng loại 1, có gian 4 chiều, không xù, không cản chỉ, có hai túi trước và có hai túi sau. Để đựng tiền, đựng điện thoại cho em thoải mái luôn các bạn nhé. Quần là quần cặp cao 10 phân kem bụng cực kỳ tốt luôn. Cặp của nó là cặp cao 10 phân cả kén bụng cực kỳ tốt các bạn nhá. Lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi là được, lên đơn thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường, đẹp cả bạc nhân hàng, không đẹp cả bạc giả lại hàng cho em và không mất bất cứ một cái chi phí nào. Bây giờ bên em sẽ thử sang quần GG cho các bạn xem nha. Một cái quần này quá đỉnh luôn, em nói thật là tuyệt đỉnh luôn các bạn nhé.
Bạn mẫu như em đang thử là quần gờ gờ các tình yêu ơi, quần gờ gờ đi ạ. Một tuyệt phẩm đúng không? Nhanh chóng lên đơn cho em đi ạ. Hai quần kèm sổ điện thoại là được để đơn hàng thành công. Quần nào cũng xinh cả bạn nhá, màu nào cũng xinh luôn ạ. Rồi, lên đơn cho em đi các bạn ơi. Gờ gờ, Hermes hay là 6 quý đều đẹp cho em đi ạ. 169.000 hai quần và ba quần bên em miễn phí giao hàng. 169.000 hai quần, ba quần bên em miễn phí giao hàng các bạn nhá. Đấy, lúc nhận hàng các bác lưu ý cho em được, có cả bác có quyền kiểm tra hàng. Đẹp thì các bác nhận hàng, không đẹp, không đúng như shop em quảng cáo các bác giả lại bên em. Không mất bất cứ một cái chi phí nào. Hàng em có đầy đủ size số nhá. Từ 40 đến 85 ký, bao vừa bao đẹp cho các tình yêu luôn. Thế các tình yêu không phải lo là mình mặc vừa hay không nhá. Ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn size rồi. Chỉ cần lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại, có số điện thoại bên em mới chốt đơn hàng. Mới lên đơn hàng thành công các bác nhá. Được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em đi. Quần sáu khuy này, quần GG như bản mẫu đang mặc hay là quần cặp vàng, quần nào cũng xinh cả bác ơi, quá đẹp quá đỉnh luôn, không mua quần này hơi phí luôn. Và đặc biệt cả bác ơi, đặc biệt các chị em nhà mình, chị em nào vừa mới sinh xong đấy, không ken được bụng thì cả bác ơi hãy nhanh chóng mua cái quần này ngay và luôn cho em, tại quần này nó ken bụng cực kỳ tốt luôn ạ. Nó ken bụng cực kỳ tốt cả bác nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em đi, hai quần kèm sổ điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường cả bác nhá. Đấy, rồi ngày mai có nhân viên gọi điện tư vấn size số, mặc size gì. Đấy, mặc mẫu nào đẹp cả bác nhá. Rồi, quần là quần cạp cao ken bụng cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó chất gì? Nó là chất Umi Hàn cao cấp hàng Quảng Châu cả bác nhá. Umi Hàn cao cấp hàng Quảng Châu nha các bác, cứ yên tâm luôn là không bao giờ bị xù, không bao giờ bị cắn chỉ các bác nhá. Đấy, co gian thoải mái 4 chiều cho em luôn, co gian thoải mái nhá. Đấy, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em các bác á. Mặc đi làm đi chơi đi đâu cũng được cho em các bác nhá. Đấy, quá xinh đúng không ạ? Quá xinh luôn các bác nhá. Nhanh chóng lên đơn cho em, hai quần kèm sổ điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại hàng cho em. Giả lại hàng cho em là được các bác nhá. Rồi, ok tình yêu luôn. Hai quần một Hermes, một cặp vàng một sáu khuy, ok tình yêu này. Lấy cho em ba quần bên em miễn phí giao hàng. 169.000 hai quần các bác ơi, 169.000 hai quần, ba quần bên em đã miễn phí giao hàng rồi. Thế cả bác cứ yên tâm luôn nhá, mua hàng của bên em là đẹp rồi, chỉ có đỉnh của đỉnh thôi các bác nhá. Đấy, rồi cứ yên tâm luôn, hàng của bên em các bác nhận hàng các bác được kiểm tra hàng mà, chứ không phải lo bất cứ một cái gì đâu các bác nhá. Rồi, lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. Ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn size số cho các bác luôn. Đấy, cứ yên tâm nhá. Quần có 3 mẫu quần cho các bác lựa chọn, nó là quần 6 khuy, quần 6 khuy, quần HH, quần cặp mặt vàng và quần GG cho em, quần nào cũng xinh cũng đẹp các bác nhá. Đấy, quần nào cũng xinh cũng đẹp cho em được chưa? Đặt hàng chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được ạ. Nhanh chóng lên đơn cho em đi các bác nhá. Quần này số lượng không có nhiều đâu. Quần này là bên em có số lượng không có nhiều các bác nhá. Cho nên các bác hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. Nhanh chóng lên đơn cho em để được bên em chốt đơn và gửi hàng nhanh nhất nhá. Rồi, gửi hàng ship bao nhiêu? Mua hai quần là ship 30.000, mua ba quần bên em miễn phí giao hàng, miễn phí ship cho cả bác luôn được chưa? Ship 30.000 toàn quốc cả bác ạ. 169.000 một quần tương đương với cả 85.000 một quần, quá rẻ quá chuẩn đúng không? Quá rẻ luôn cả bác nhá. Mặc cái quần này là quanh năm suốt tháng cả bác ạ. Không bao giờ sợ là lỗi một đâu nhá. Rồi, lên đơn cho em hai quần đấy. Mỗi quần một mẫu, lên đơn cho em ba quần luôn bên em miễn phí giao hàng. Ba quần hôm nay, ngày hôm nay bên em miễn phí giao hàng. Không có nào shop nào bán rẻ như shop em đâu. Mà lại hàng này còn được kiểm tra hàng. Nếu như bên em bán hàng xấu, không bao giờ bên em cho cả bạc kiểm tra hàng. Đấy, nhưng mà bên em ngày hôm nay bên em cho cả bạc kiểm tra hàng. Đấy, chất của nó như thế nào? Chất của nó là chất Umi. Đấy, nó là hàng Quảng Châu các bác nhá. Đấy, có đồ có gian, nó không bao giờ xù, không bao giờ cản chỉ cho em được chưa? Mặc quanh năm bên em bảo hành như các bác luôn. Bên em bảo hành như các bác luôn các bác nhá. Yên tâm luôn, có 3 mẫu quần, lấy cho em 3 quần về mà mặc. 40 đến 85 kg bao vừa. 40 đến tận 85 kg bao vừa bao đẹp cho các bác luôn. Cho các bác cứ yên tâm 100% luôn, là hàng đẹp, chất lượng bên em mới cho các bác đông kiểm. Còn hàng xấu bên em không bao giờ cho các bác đông kiểm đâu, đúng không ạ? Đúng rồi bác ơi, nhanh chóng lên đơn, cứ có số điện thoại là có đơn hàng, không cần phải em phải đọc đọc chốt đơn đâu. Tại vì lượng comment quá nhiều các bác nhá, không cần em phải đọc comment của mọi người. Được chưa bác ơi? Nhanh chóng lên đơn cho em các bác nhá. Rồi, thử quần 6 khuy em xem với. Ok các tình yêu ơi, bên em sẽ thử luôn cái quần 6 khuy cho các bác xem nhá. Đấy, bên em thử cái quần 6 khuy này cho các bác xem luôn ạ.